phát hiện nhiều đàn vọc trà vá, thằn lằn không chân hiếm thấy ở Phú Yên. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, ông Lê Văn Bé, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết nhóm điều tra vừa có báo kỹ thuật về hiện trạng quần thể vọc trà vá, còn gọi là trà vá chân xám, tên khoa học Pygadrix cinerea, tại rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu và bảo tồn vọc trà vá, loài động vật tại miền Trung và Tây Nguyên do Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh, Green Việt và Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế FFI, chương trình Việt Nam phối hợp thực hiện, các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Green Việt cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân đã điều tra hiện trạng quần thể của vọc trà vá ở các khu vực rừng tiềm năng tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Cuộc điều tra được tiến hành trong tháng 2 năm 2023. Khu vực rừng tiềm năng được khảo sát rộng khoảng 1.700 ha thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Qua đó ghi nhận thêm 8 đàn vọc trà vá chân xám, với 30 con được quan sát trực tiếp, số lượng ước tính là 48 con. Ngoài ra còn có 14 điểm ghi nhận dấu hiệu của vọc, bao gồm dấu phân, mùi nước tiểu và tiếng kêu. Nỗ lực khảo sát chưa bao phủ hết toàn bộ diện tích khu vực rừng phòng hộ Đồng Xuân. Tuy nhiên, căn cứ trên kết quả ghi nhận và đặc điểm sinh cảnh rừng, chúng tôi ước tính hiện có khoảng từ 15 đến 20 đàn vọc trà vá chân xám đang sinh sống tại rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân, báo cáo của nhóm điều tra nêu. Bên cạnh đó, nhóm cũng ghi nhận sự xuất hiện của 3 con vọc trà vá chân xám tại chùa Quang Sơn, ở xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là điểm phân bố tự nhiên được ghi nhận mới nhất về ranh giới phía nam của loài vọc trà vá chân xám hiện có tại Việt Nam. Báo cáo cũng khuyến cáo đã phát hiện một số tác động đe dọa đến sự an toàn của các đàn vọc trà vá chân xám, gồm bẫy, săn bắn bằng súng, lán trại của lâm tặc và thợ săn, nhiều đường mòn mới và cũ trong rừng phòng hộ. Nhóm cũng phát hiện dấu vết máu, lông và xương vào vọc trà vá chân xám trong một lán trại. Ngoài ra, quá trình khảo sát, nhóm còn ghi nhận 6 đàn vượn trung bộ, Nomerska sanamensis, qua tiếng hót. Đây cũng là loài linh trưởng quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 và danh mục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ở mức độ cực kỳ nguy cấp, CG loài đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhóm cũng phát hiện một số loài vật đáng chú ý như thằn lằn không chân hiếm gặp Ophiocereus socovi, rắn lục Vulgar viridis oviparovac eli, chim chào đầu hung Merops lescenau eti, chim phường chèo đỏ lớn Pericrocotus flammus, cho thấy sự đa dạng sinh học của các cánh rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên Lê Văn Bé cho hay, từ báo cáo kỹ thuật, các kiến nghị và đề xuất của nhóm điều tra, trước mắt chi cục sẽ lập kế hoạch tuyên truyền cho mọi người về công tác bảo vệ an toàn cho các đàn vọc trà vá chân xám quý hiếm, ngăn chặn tình trạng bẫy và săn bắt vọc, cũng như các loài động vật hoang dã trong các khu rừng phòng hộ Đồng Xuân nói riêng, cả tỉnh nói chung. Về lâu dài, chi cục sẽ kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép khảo sát thực địa mở rộng đối với toàn bộ diện tích rừng tiềm năng có loài vọc trà vá chân xám phân bố, để có thông tin bổ sung đầy đủ và chi tiết hơn nữa về quần thể loài tại Đồng Xuân.